Ford Ranger Limited. Hiện tại thì uh, cái bản này là cái bản là nâng cấp uh, giữa cái uh, XLT và Whitechick nó là bản tầm trung giữa hai cái phiên bản này. Phần đầu xe thì uh, rất là hiện đại và cân đối. Có cụm đèn mới này, có hộp gió này. Cũng như là tổng thể uh, nhìn rất đẹp và sang trọng. Có dò đèn LED uh, các bạn có thể thấy rõ đấy ạ. Về phần uh, đuôi xe thì... Uh, Nhìn tổng quan cũng không có gì thay đổi so với lại cái phiên bản 2019 như là cái bản XOT. Thân xe thì có cái chữ Limited và nói chung là nhìn hông xe thì giống cái phiên bản XOT hơn. Có gáo gương mạ chrome cũng như là tay nắm cửa mạ chrome. Rất là đẹp và bắt mắt. Đây là phần đuôi xe Phần đuôi xe thì có chữ Ranger và Limited ạ. Các bạn quan tâm thì liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666. đèn pha thì sử dụng bóng LED. Uh, Thấu kính cốt thì dạng hình vuông cũng sử dụng bóng LED. Có cụm uh, camera phía sau, có chữ limited. Vâng, bản này thì được nâng cấp lên camera rồi. Sẽ so, so hơn so với lại cái phiên bản uh, uh, XLT thì sẽ không có camera ở phía sau logo 4 x 4 đây là dành cho cái phiên bản hai cầu thì sẽ có cái logo 4 x 4 này. Đây là cụm la răng đấy là La răng uh, hợp kim. Tổng quan thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ghế da có cruise control này. Uh, bên này thì sẽ là tăng giảm âm lượng này trên phiên bản limited này sẽ được trang bị màn hình camera lùi camera lùi chúng ta vừa thấy rồi đây là tổng quan về đồng hồ tableau lô của cái phiên bản limited này trên cái phiên bản limited này thì sẽ sử dụng cái công nghệ sinh 3.4 sẽ cho giao diện mượt mà hơn và dùng nó sẽ dễ dàng hơn thao tác nó sẽ nhanh hơn so với lại cái phiên bản sinh cũ